Dấu Hàm hồ. Ừ, thôi mẹ không nói chuyện con nữa. Hiền mẹ. Trời ơi, sao cưng quá vậy nè trời. Đó. Nhưng mà Đức. Dạ. Mẹ có số này hợp không? Hợp chứ. Hợp. Mẹ làm gì cũng hợp hết á. Không phải là trẻ hẳn luôn. Chú bị lên mạng đó tao quá mà. Tự suy nghĩ à. Nằm chim bao thấy có tóc ngắn rồi sáng mai cắt luôn. Tại vì bắt trước á. Thích nè, thích đàn ông gì? Phải cắt giống đàn ông. Hôm nay hai mẹ con quay chung là tóc tém như nhau. Hai thằng đàn ông, anh Giang và anh Đức. Đúng rồi, từ hôm qua giờ là ở trên mạng, trên sóng là toàn là nói là hiền hồ không à. Này hàm hồ. Nói á, là hiền hồ và hiền hiền không ai chịu hết á. Giang hồ, hàm hồ không à. Đặt một cái tên như vậy làm sao. Mà mình rất là hiền cho nên là mình muốn cái tên hiền hiền. Không ai chịu hết trơn á, tóc ta đẹp gì nè. Chứ rất là giống hiền hồ đúng không mọi người? À, phong cách này rất hợp nè, hiền hồ đứng vậy thì tôi cũng đứng vậy. Rồi à, vậy thôi. Hiền hồ đứng sau tôi đứng vậy. Cười cười cuốn rất là ngon. Muốn xin thêm hai bịch tương cho nó xinh. Xin thêm, nhớ cả cần gì thêm nha. Lúc này được, đừng trẻ trung. Em thấy chị lúc nào cũng mắc cười hết á, cho nên là từ hôm qua giờ cắt tóc tới giờ á. Trời ơi, mọi người cứ nói mình là hiền hồ không mà. Rồi chị đón nhận cái thông tin nó như thế nào? Tự nhiên cái cảm giác thấy nó cũng lạ lạ. Mà không biết là mọi người có thấy là Lê Giang giống hiền hồ không mà. Giống không gì? Hiền hồ tươi hơn xíu, chứ là chị nói chuyện chị hơi kiểu như là buồn buồn, sợ người ta không chấp nhận như sao á. Thì phải tươi hơn. Không, chị tôi tin thừa, tôi tự tin mà. Chị hiền hồ. Giống hiền hồ. Rồi hát một bài hiền hồ. Không được. Bài gì? Bài gì không biết. Thật sự mà biết hiền hồ chứ không biết cái bài nào của hiền hồ hát hết trơn á. Mọi người thông cảm nha. Nhưng mà sao tự nhiên chị lại đổi tóc này? Tự nhiên à, nằm chim bao thấy ngủ dậy thấy hàng mai cắt tóc tém, cái tiện ra tiệm cắt luôn. Đơn giản vậy đó. Mà mọi người biết không, tóc từ cái lưng nè, từ lưng cái gì là bụp lên luôn vậy. Sao hát đầu đẹp nữa? Đổi tóc giả, tôi nghĩ sao vậy? À, tức là vậy hát là giờ đẹp được. Đổi tóc giả vô, rồi cái lúc mà cạo đầu quá thì cắt cao nè. Thôi còn có miếng để xài. Thấy tấm hình trên Facebook muốn xỉu. Thấy tấm hình chị đăng. Trời ơi trời. Thiệt tình đó. Nhưng mà giống thiệt. Mà tôi biết không? Bộ đồ cũng giống luôn. Biết. Ui, chấn thành. Khi góc mặt cũng giống luôn. Chấn thành đó. Chị vừa cắt tóc xong là chị đứng đây giống hiền hồ quá luôn á. Em đi cắt tóc luôn chị. Thì đó thì tại nhà của Thành á. Bà muốn cưới xong lại cắt tóc. Rồi xong rồi đưa lên liền luôn vậy đó. Cắt xong rồi thấy cái mặt giống hiền hồ quá, đưa lên liền luôn vậy đó.